Em chào bác, hôm nay quay video đây là em có cái cây đỏ vai ngang. Cây đỏ vai ngang này nó cũng là một cây rất là hay. Em cũng đã từng giới thiệu một lần ở trên kênh về thân lá hoa. Cái này thân lá rất là đẹp, thân lá hoa rất đẹp, lá dạng mềm, ôm trọng các bạn. Nhưng mà nó cũng cao, lên cao xong nó ôm trọng chứ nó không phải là ôm trọng thấp. Cái này cũng khá là hay, lá rất là đẹp các bạn. Đây là cây đỏ vai ngang các bạn nhé. Một cây cũng khá là hay. Đây, thân lá cái bụi to các bạn. Thì hôm nay em có rất là nhiều, có nhiều cây. Thì hôm nay em bán nó có kiểu những cây giống ấy. Cây giống em nhân cả những cây năm ngoái cả năm nay. Thì em tách ra các bạn. Đầu tiên em vào đơn số 1 các bạn. Đơn số 1 nó là 2 củ. Thân còn lá thì là 2 lá. Còn thân kia là chọc. Cái này thì nhìn chung lên nó là sổ số thôi. Nó là sổ số thôi bạn. Được thì lên mà không thì thôi. Cái này thì em bán là 150.000 các bạn nhé. 150.000 cây số 1. Em sang cây số 2. Cây số 2 cũng là cái củ này thì bị hỏng rồi các bác nhé. Củ chọc bị hỏng rồi. Nhưng mà nó liền em vẫn để nguyên đấy. Củ số 2 bán 150.000 các bác nhé. Đơn số 2. Cái củ số 2 này nó chỉ còn một củ thôi. Củ chọc chết rồi. Củ số 3 nó còn 2 củ chọc các bác nhé. Cũng 150.000. Đơn số 3. Cái này thì ba cái đơn này thì mình ươm gọi là hết xui thôi. Các bạn được thì chơi, không thì, cũng cho vui. Đơn số 4, đơn số 4 nó là rơi từ một trong ba đơn 123 đấy các bạn. Nó ra mầm nhưng mà nó bị rơi ra tại vì nó bé quá nhưng nó có rễ. Cái này thì em vẫn sẽ trồng vào một cái chậu, em nghĩ là vẫn sẽ phát triển sống bình thường thôi. Cái này thì nhìn chung là nó là thuộc dạng là hết xui các bạn. Cái này thì em bán là 500.000 các bạn, 500.000 đơn số 4. Em sang đơn số 5. Đơn số 5 đấy, đơn số 5 là 2 củ chọc lên một thân 3 lá. Lên một thân 3 lá và có một cái rễ các bác nhé. Thân 3 lá có một cái rễ. Cái này em cũng sẽ trồng luôn. Gửi em cũng sẽ gửi nguyên chậu. Cái đơn số 5 này em bán là 700.000 ạ. 700.000 đơn số 5. Em sang đơn số 6. Đơn số 6 này nó là 2 thân các bác nhé. Một thân 2 lá. Năm ngoái một thân 2 lá và có củ chọc. Thì năm nay nó lên là một thân 2 lá cũng khá là ổn. Các bạn là khỏe rồi. Cái đơn này là đơn số 6. Đơn số 6 này em bán là 1 triệu 2 các bác nhé. 1 triệu 2 đơn số 6 á. Hai thân. Em sang đơn số 7. Đơn số 7 đấy ạ. Đơn số 7 là một thân 3 lá. Bị gãy, bị gập một lá lên một thân 3 lá rất là đẹp. Các bạn, đơn này là đơn số 7. Đơn số 7 này em bán là 1 triệu 8 các bác nhé. 1 triệu 8 đơn số 7 ạ. Đơn số 7. Em sang đơn số 8. Đơn số 8 này mẹ 3 lá, con 2 lá các bác nhé. Mẹ 3 lá, con 2 lá. Vẫn có củ chọc kèm. Cặp này thì em bán là 2 triệu. Đây là cây số 2, 4, 6. Cây số 8 ạ. Cây số 8. Cây số 8. Hai thân các bác nhé. Bộ rễ rất đẹp. Em sang cây số 9. Cây số 9 đấy ạ. Nó là một thân mẹ 3 lá. Một thân con 4 lá. Cái này năm nay không có hoa. Cái này em bán là 2 triệu rưỡi các bác nhé. 2 triệu rưỡi. Đơn số 9 ạ. Bộ rễ cũng khá là đẹp ạ. Em sang đơn số 10. Đơn số 10 đấy ạ. Mẹ 3 lá, con 3 lá các bác nhé. Mẹ 3 lá, con 3 lá. Bộ rễ đẹp. Đơn này em bán là 2 triệu rưỡi. 2 triệu rưỡi đơn số 10 các bác nhé. Lá rất đẹp. Em sang đơn số 11. Đơn số 11 là một của mẹ đẻ 2 cái con ở một bên luôn. 2 con một bên. Hai con một bên, lá đẹp, cơ bản ổn. Bị rách lên một tí các bác nhé. Bị rách một tí, còn lại cơ bản là cũng khá ổn. Khá ổn các bạn. Kiểu cây to các bác. Cặp này thì em bán là 4 triệu các bác nhé. 4 triệu con này, hướng 3 thân ạ. Bộ rễ rất là đẹp. Đây là một cây đỏ vai ngang. Cây này nhìn chung màu đỏ rất đẹp, rất đáng sưu tầm. Thì các bác nghiên cứu nếu sưu tầm cây nào liên hệ sưu tầm giúp em nhé. Em cảm ơn tất cả các bác, em chào các bác.